Giang, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng điều khiển ô tô tải tông chết 2 người. Ô tô điên lao thẳng vào tiệm bánh mì. Biến chủng mới XE đã xuất hiện từ tháng 1, vẫn là Omicron. Nhiều cha mẹ quan tâm đến các triệu chứng hậu Covid-19 ở trẻ. Lâm Đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,8%. An Giang, đảm bảo các điều kiện an toàn đón trẻ mầm non đi học trở lại. Cà Mau, huyện U Minh nhiều điểm tham quan thu hút khách du lịch. Bình Thuận, diện mạo đô thị khang trang hiện đại. Kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin trưa nay sẽ là những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1997, trú xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 19 tháng 2 năm 2022, Nguyễn Văn Nhật điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C02048 chạy hướng ngã ba Bà Vệ về thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. Khi đến khu vực tổ 1, ấp Long Thuận, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, thì Nhật ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái, tông vào xe mô tô biển kiểm soát 67L91329 đang chạy ngược chiều do ông LVH, sinh năm 1973, điều khiển chở bà HTT, sinh năm 1973 và bé NAV, sinh năm 2017. Cả ba đều cùng trú xã Long Điền B, huyện Chợ Mới. Cú tông trực diện đã khiến ông LVH tử vong tại chỗ, bé NAV bị thương nhẹ, riêng bà HTT bị thương nặng, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất đến từ báo Người Lao Động, hàng trăm quái xế đã bất chấp nguy hiểm dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, tỉnh Bình Dương để so kè tốc độ. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, hàng trăm quái xế dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để bốc đầu, nẹt vô và so kè tốc độ. Chứng kiến sự việc trên, người đi xe máy đã phải nép vào lề để tránh va chạm. Những phương tiện khác thì không thể vượt lên vì nhóm quái xế đã dàn hàng ngang, lấn chiếm hết đường. Sự việc diễn ra vào ngày Chủ nhật, có nhiều người tham gia giao thông nên ai nấy đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Được biết đây không phải là lần đầu nhóm đua xe ngang nhiên tổ chức thành từng đoàn, mà tình trạng này thường xuyên diễn ra trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương liên tục tổ chức tuần tra, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đua xe trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn. Thưa quý vị, một thông tin khác đến từ báo Người Lao Động. Theo thông tin ban đầu, thì ô tô 7 chỗ mang biển số 43A50582 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Thanh Khê. Khi đến đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô bất ngờ bị mất lái, tông vào xe ô tô 16 chỗ, mang biển số 02791, đang lưu thông cùng chiều trên đường. Chưa dừng lại thì xe tiếp tục với tốc độ cao lao vào tiệm bánh mì Đồng Thành, 60A Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mới dừng lại. Chưa dừng lại, xe tiếp tục với tốc độ cao lao vào tiệm bánh mì Đồng Thành, nằm tại số 60A Điện Biên Phủ mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng, người dân địa phương nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tại hiện trường, tiệm bánh mì hư hỏng, xe máy bị hất văng lên vỉa hè, ô tô nổ lốp hư hỏng phần cabin. Hiện lực lượng chức năng đã giăng dây để giải tán người dân hiếu kỳ, đồng thời khám nghiệm hiện trường để tìm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Mới đây, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thình, 42 tuổi và Lê Xuân Phương, 50 tuổi, cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Theo kết quả điều tra ban đầu, Thình nghi chồng là ông NKH có quan hệ yêu đương với bà NTNT nên đã nhờ Trần Công Hải, 57 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, theo dõi 30 ngày với tiền công là 30 triệu đồng. Sau đó, Hải đã nhờ Phương theo dõi và trả tiền công 15 triệu đồng. Phương tiếp tục nhờ và trả một nửa số tiền cho Nguyễn Thanh Hoàng, 47 tuổi, trú tỉnh Bình Định để cùng mình đi theo dõi. Để thực hiện việc theo dõi, Phương và Hoàng đã mua thiết bị định vị gắn vào xe máy ông H. Đến ngày 19 tháng 3, phát hiện ông H và bà T đến một nhà nghỉ ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột thì các đối tượng kéo đến bắt quả tang. Tại đây, Phương đã dùng tay tát vào mặt bà T. Sau đó, các đối tượng bắt ép bà T phải viết giấy nhận trả số tiền 120 triệu đồng chi phí đánh ghen. Đồng thời, ép bà T và ông H cởi quần áo lên giường nằm để nhóm này quay clip.
Tiếp đó, ngày 22 tháng 3, tại quán cà phê VD, thành phố Buôn Ma Thuột, khi các đối tượng đang nhận 30 triệu đồng từ bà T thì bị lực lượng công an bắt giữ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định. Tuyên bố mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về XE, một kiểu biến chủng phụ của Omicron, được tạo ra dựa trên sự tái tổ hợp hai biến chủng phổ biến là BA.1 và BA.2, đã gây chú ý và lập tức nó được quan tâm như một biến chủng mới. Nhất là sau khi tuyên bố của WHO cho hay, khả năng lây truyền của XE cao hơn BA.2 10%. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Tuy nhiên, theo Cục An ninh Y tế Vương quốc Anh, XE thật ra đã xuất hiện từ ngày 19 tháng 1 và từ đó cho đến ngày 2 tháng 3, có 637 trường hợp mới được báo cáo ở Anh. NDTV cho hay Vương quốc Anh đã trải qua mức tăng kỷ lục về số ca mắc COVID-19 trong những ngày qua. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, cứ 13 người thì có một người nhiễm virus trong tuần lễ trước ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên, XE được tìm thấy trong ít hơn 1% tổng số trường hợp được giải trình tự. Theo WHO, XE vẫn được coi là thuộc về Omicron, ít nhất là cho đến khi tìm thấy sự khác biệt đáng kể về đặc điểm lây truyền và bệnh tật. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích rằng lý do WHO bàn đến XE là vì nhận thấy nó có thể lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, tuyên bố cũng cho rằng cần xem xét thêm bởi ngay cả việc lây lan nhanh hơn này cũng chưa chắc. Bác sĩ Trương Hữu Khanh nói, XE đã xuất hiện từ tháng 1 nhưng vẫn không chiếm được ưu thế trong cộng đồng ở Anh. Như vậy không chắc nó lây lan nhanh hơn, vì cái nào lây nhanh hơn, cái đó sẽ lấn át. Như Omicron nhanh chóng lấn át Delta và BA2 cũng nhanh chóng lấn át BA1. Nhưng dù nó có lây nhanh hơn mà không gây bệnh nặng hơn thì không có vấn đề gì. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng cho biết, hiện tượng virus tái tổ hợp đột biến để tạo nên những nhánh phụ của một biến chủng không có gì mới. Ngay cả Delta thật ra cũng có nhiều nhánh phụ, nhưng người ta không bàn vì không thấy khác biệt về mặt lây truyền hay độc lực. Omicron thật ra đã có BA3, nhưng sau này cũng không bàn nữa vì nó không lấn át được các biến chủng phụ trước đó và cũng không cho thấy sẽ có nguy cơ gây bệnh nặng hơn. Bác sĩ Khanh phân tích, ngoài ra, việc trong cộng đồng đã có nhiều người vừa có miễn dịch từ vaccine, vừa có miễn dịch vì đã là F0 khỏi bệnh sẽ giúp kiềm hãm số ca, cho dù có xuất hiện biến chủng mới hay biến chủng phụ mới. Qua các thống kê thì người nhiễm Delta rồi vẫn có thể nhiễm lại Omicron, nhưng tỷ lệ vẫn thấp hơn so với người chưa từng nhiễm. Nhưng đã nhiễm BA1 rồi thì khả năng nhiễm BA2 cực thấp, chỉ một vài phần triệu, theo thống kê từ Đan Mạch. Vì vậy, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, không nên lo lắng trước XE. Virus không ngừng biến đổi, nhưng thường là theo hướng thuần dần với con người, lây lan ngày càng nhanh nhưng bệnh ngày càng nhẹ. Omicron là một ví dụ. Theo các chuyên gia y tế, hiện nay vấn đề được nhiều cha mẹ quan tâm là có dự đoán được một trẻ mắc COVID-19 cấp tính sẽ bị mắc hậu COVID hay không? Nếu xuất hiện thì triệu chứng và mức độ như thế nào? Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Trước mối quan tâm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tới nay chưa có yếu tố đặc hiệu nào giúp tiên đoán trẻ sẽ bị hậu COVID-19 sau mắc cấp tính. Một trẻ mắc COVID-19 với mức độ nhẹ cũng có thể xuất hiện các dấu hiệu của hậu COVID-19. Tuy nhiên, nếu một trẻ mắc COVID-19 cấp tính nguy kịch cần thở máy hoặc chăm sóc ở các đơn vị hồi sức tích cực, trẻ sẽ dễ bị mắc các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, là những triệu chứng hay gặp ở người đã phải điều trị hồi sức. Hơn nữa, một số nghiên cứu cũng cho thấy trẻ béo phì có tiền sử các bệnh dị ứng, các bệnh lý mãn tính, trẻ trên 5 tuổi có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng của hậu COVID-19 cao hơn các nhóm trẻ khác. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển khuyến cáo, khi cha mẹ thấy trẻ có các triệu chứng như mô tả ở trên hoặc thấy xuất hiện bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng nào mà trước khi mắc COVID-19 trẻ không có, cần cho trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để xác định bệnh cũng như có chế độ điều trị, can thiệp và chăm sóc hợp lý. Đặc biệt, trường hợp trẻ phải nhập viện trong đợt mắc COVID-19 cấp tính, nên cho trẻ đi khám lại theo lịch hẹn của cơ sở y tế nếu có. Ngoài ra, dù trẻ không có các triệu chứng nghi ngờ của hậu COVID-19, cha mẹ có thể đưa trẻ tới khám bác sĩ nhi khoa vào khoảng thời gian 4 đến 12 tuần sau mắc COVID-19 để được kiểm tra tư vấn về các vấn đề sức khỏe của trẻ. Theo thống kê của ngành công thương tỉnh Lâm Đồng, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của ngành và các lĩnh vực, song lĩnh vực công nghiệp của tỉnh cơ bản vẫn được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng tốt. Thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Theo đánh giá, sản xuất công nghiệp của Lâm Đồng tiếp tục phát triển ổn định và có sự tăng trưởng mạnh. Lũy kế quý 1 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 17,8% so với cùng kỳ.
trong đó có các nhóm chế biến chế tạo tăng 20,4%, sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi, điều hòa không khí tăng 13,2%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9%. Cùng với đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng trưởng tốt trong quý như đá, vật liệu xây dựng đạt 472.000 mét khối, tăng 7,2%. Sợi len long cừu đạt 522 tấn, tăng 63%. Alumin đạt 216.000 tấn, tăng 54,7%. Ngoài ra, các sản phẩm rượu mùi, rau cát đông, phân bón tăng từ 2 đến 17% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị doanh nghiệp và sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Từ những kết quả này sẽ tạo tiền đề quan trọng nhằm thúc đẩy lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói riêng tiếp tục phát triển trong những tháng còn lại của năm 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thưa quý vị, sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần khôi phục trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý 1 năm 2022 ước tính đạt 12,46% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin đến từ truyền hình Khánh Hòa. Một số ngành chủ lực của tỉnh đã có sự tăng trưởng đáng kể như chế biến thủy sản, sản xuất và phân phối điện. Các sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước như thủy sản đông lạnh tăng gần 37%, đóng tàu tăng 33%, đường các loại tăng 15%, điện sản xuất tăng 13%, bia các loại tăng 12%. Trong quý 1, các doanh nghiệp trong khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoạt động trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành tập trung rà soát giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu cụm công nghiệp hiện có, đồng thời tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh như các nhà máy sản xuất tại cụm công nghiệp Trạng Ế, cụm công nghiệp Diên Phú, VCN nhằm tạo động lực phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh. Thưa quý vị, trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang đã trở lại trường sau thời gian dài ngưng đến lớp để phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại thì các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất khâu dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh trở lại trường học, quyết tâm đảm bảo an toàn sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Tại thành phố Long Xuyên, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, các kịch bản đón trẻ 5 tuổi trở lại trường, cũng như việc xử lý khi phát hiện các ca bị nhiễm COVID-19 tại các lớp học. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế, các điều kiện cần thiết để đón các em trở lại trường học trực tiếp như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế. Hướng dẫn phụ huynh khi đưa đón học sinh cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các trường cũng đã linh hoạt sắp xếp thêm phòng đợi tạm thời cho trường hợp trẻ có biểu hiện khác thường. Đặc biệt, trong tuần đầu khi các em đi học, các giáo viên chủ yếu ổn định tình hình lớp học cho các em vui chơi để làm quen với lớp học, làm quen phương pháp phòng chống dịch. Về cái phần chuẩn bị để mà đón trẻ trở lại trường trong cái học kỳ 2 này, thì nhà trường cũng đã là thực hiện tất cả những mua sắm, những tất cả những cái dụng cụ y tế, rồi phòng cách ly, phòng đợi, rồi phòng y tế, rồi vệ sinh môi trường sạch sẽ. Rồi về cái phương án thì trường cũng đã dựa theo cái kế hoạch 68 của phòng giáo dục và dựa theo cái tình hình thực tế của trường thì là cũng đã xây dựng được là cái phương án khi mà trẻ đến trường học trở lại để mà mình đảm bảo mà linh hoạt rồi phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả các lớp đều là trang trí rồi là đồ dùng dụng cụ này nọ đầy đủ hết để mà chờ cho bé đến lớp học. Rồi trong khi đó thì ví dụ như là mình sẽ thực hiện theo cái mà hướng dẫn chương trình của Sở Giáo dục về cái phương pháp, về cái tuần để mà thực hiện tiếp theo cho tới cuối học kỳ 2. Để phụ huynh an tâm đưa trẻ mẫu giáo 5 tuổi trở lại trường, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã chủ động phối hợp với ngành y tế, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trong nhà trường. Phụ huynh học sinh cũng cần lưu ý những trẻ có biểu hiện sốt, khó thở, có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 thì không đưa trẻ đến trường nhằm đảm bảo an toàn chung cho tất cả các trẻ. Toàn huyện Phú Tân có 20 trường mầm non mẫu giáo với hơn 4.200 trẻ ở các nhóm lớp, trong đó trẻ 5 tuổi gần 2.400.
qua lấy ý kiến phụ huynh đồng thuận cho trẻ trở lại trường đạt trên 67%. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và trẻ mầm non trở lại trường, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức dạy học, công tác chuẩn bị và phương án phòng chống dịch đến tất cả các cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân yêu cầu các trường xây dựng các phương án tổ chức dạy và học thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện mới, đảm bảo trang bị đầy đủ kỹ năng cho trẻ, vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phân công cán bộ, giáo viên đón và trả trẻ, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương, xây dựng phương án xử lý các trường hợp nghi nhiễm theo quy định của ngành y tế. Cùng với đó, các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và phụ huynh trong phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ khi đến trường. Cùng với sự chuẩn bị tích cực của ngành giáo dục trong công tác đảm bảo an toàn trường học, phụ huynh học sinh cần nâng cao ý thức phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục và phòng ngừa bệnh cho trẻ để giáo viên và học sinh an tâm dạy tốt, học tốt. Mặc dù trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, lượng khách đến tham quan tại các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũng khá đông. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, huyện U Minh đã thu hút khoảng 26.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch, tập trung chủ yếu tại khu du lịch sinh thái Hương Tràm Qua Rừng thuộc xã Khánh An và khu du lịch sinh thái Sông Trẹm thuộc xã Khánh Thuận, với tổng doanh thu từ các dịch vụ gần 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn huyện U Minh đang tiếp tục mở cửa đón khách, đồng thời tập trung chỉnh trang khuôn viên, nâng cấp một số trò chơi, chuẩn bị đón khách vào dịp giỗ tổ 10 tháng 3 và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhà máy Bình Khánh, chi nhánh Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Giới giả định đặt ra là do bất cẩn trong việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn gây cháy hoặc chạm chập điện, phát sinh tia lửa điện trong hệ thống chiếu sáng gây cháy kho vật tư của nhà máy. Đám cháy phát triển nhanh chóng và bức xạ nhiệt lớn làm bắt cháy các vật liệu dễ cháy ở những khu vực lân cận, lan rộng sang các khu vực xung quanh và sản sinh ra nhiều khói, khí độc gây nguy hiểm đến công nhân viên đang trực tiếp tham gia sản xuất tại cơ sở và khó khăn cho công tác cứu người, di chuyển tài sản. Nhận được tin báo, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ báo lãnh đạo cho xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy, tiến hành triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ, nhanh chóng dập tắt đám cháy, hỗ trợ di chuyển người bị nạn và tài sản đến nơi an toàn. Buổi thực tập nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống cháy nổ xảy ra, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cũng như khả năng thường trực, sẵn sàng chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. Thưa quý vị, những năm qua, diện mạo của các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ với cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang, hiện đại, đời sống dân cư ngày một ổn định, phát triển điều kiện phúc lợi xã hội không ngừng được nâng lên, hướng đến đô thị xanh sạch, văn minh. Thông tin đến từ truyền hình Bình Thuận. Thành phố Phan Thiết, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất của tỉnh, trong những năm qua đã bứt phá đi lên mạnh mẽ. Từ diện mạo, tăng trưởng kinh tế cho đến các dịch vụ đô thị đều phát triển khá toàn diện. Tiềm năng cũng đang được đánh thức và khơi dậy. Các dự án quy mô lớn đã và đang hình thành ở những khu vực ven biển, tạo nên động lực lớn để phát triển ngành du lịch. Nhiều tuyến giao thông nội thị được nâng cấp, mở rộng, tạo nên một mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, liên kết tốt với các vùng lân cận. Đời sống cư dân đô thị ngày một ổn định, phát triển, điều kiện phúc lợi xã hội được nâng lên. Tính tới hiện nay, thì nếu mà nhìn chung bề ngoài là đã thấy nhà cao tầng mọc rất nhiều, đường xá rất là nghiêm chỉnh, rộng rãi, xe cộ đi rất là thoải mái, buôn bán rất là sầm uất, đời sống rất là tốt. Chính quyền thành phố đang nỗ lực tạo mỹ quan đô thị, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hướng đến một đô thị xanh, sạch, đẹp, thông minh và hiện đại. Thành phố Phan Thiết sẽ tập trung các nguồn lực để thực hiện các dự án lớn như là cái dự án cải tạo hai bên sông Cà Ti và cái cầu Văn Thánh, và cái thứ ba là cái các tuyến đường Trần Quý Cáp, Trung Văn Ly, Trần Lơ để kết nối hạ tầng giao thông, cũng từng bước thực hiện cái quản lý đô thị thông minh, tức là
quản lý thông minh, quy hoạch thông minh và cung cấp dịch vụ thông minh. Hiện nay, thành phố Phan Thiết đang tập trung lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040, quy hoạch phân khu các phường và quy hoạch chung xây dựng 4 xã trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiều dự án xây dựng trọng điểm và thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước cũng như thu hút đầu tư. Một đô thị lớn khác của tỉnh là thị xã La Di, trong những năm gần đây cũng đã vươn mình mạnh mẽ. Nơi đây được tỉnh dồn lực đầu tư nhiều hạng mục, lĩnh vực quan trọng để sớm trở thành một đô thị thương mại, dịch vụ và du lịch sầm uất phía nam của tỉnh. Chính quyền và nhân dân thị xã đang cố gắng phát huy nội lực, tập trung xây dựng, hiện đại hóa bộ mặt đô thị loại 3 đang trên đà khởi sắc và đầy tiềm năng phát triển, cất cánh trong tương lai. Quy hoạch chung của thị xã La Di cũng đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt năm 2019 và cũng đã trình phê duyệt cái chương trình phát triển đô thị của thị xã năm 2020. Theo cái hướng trong thời gian tới thì tiếp tục là phát triển cái đô thị biển của thị xã nó phát triển hơn. Ngoài bộ mặt đô thị to đẹp hơn từng ngày thì đời sống nhân dân thị xã cũng không ngừng ổn định và phát triển. Cấp ủy, chính quyền quan tâm rất lớn đến kinh tế biển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân giữ vững và không ngừng phát triển nghề biển truyền thống. Song song đó là thu hút đầu tư du lịch và đa dạng hóa ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Những năm qua, người dân thị xã có cuộc sống ổn định và vươn lên làm giàu trên quê hương của mình. Đường xá đã được nâng cấp, thông thoáng rộng. Bộ mặt La Di của chúng ta đang ngày một thay đổi và rất mong là La Di càng ngày càng phát triển. Để Bình Thuận trở thành tỉnh ngày một phát triển hiện đại, đòi hỏi các đô thị phải đi đầu, đột phá, có những bước tiến nhanh và hiệu quả hơn nữa, tạo được động lực quan trọng, hỗ trợ tích cực, thúc đẩy cho phát triển ở các vùng nông thôn. Bình Thuận những năm qua dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã chú trọng đầu tư xây dựng các đô thị theo hướng hiện đại, thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi các cơ quan báo chí, đài truyền hình và MCV Network tổng hợp, chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên các kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan và sự ứng dụng NetLove. Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin ngày mai.